có tiền đền này. Mày đi ra đây. Ôi Trang, Trang. Cút đi. Anh, tôi nói anh không hiểu à? Chuyện gì? Bạn gái của mày, mày đi yêu cái con phục vụ như thế này á? Anh đến rồi đi làm vui vẻ nhá. Ta làm anh đón. Em nhớ rồi, anh đi làm cẩn thận đó. Biết rồi mà, cô lo cho cô đi. Này, vẫn nhớ mục tiêu anh em chúng ta nhá. Yeah. Đi làm đi. Đi đây. Ba. Đi đi. Chị Văn chào ạ. Chị ăn gì để em lấy ạ? Dạ vâng. Chị ơi, đây cháu chị đây ạ. Dạ vâng. Ôi chết. Còn dành con này, mày làm cái trò gì đấy hả? Chị để em lau cho. Mày đi ra đây. Này, rồi có biết mày làm ướt hết bộ quần áo này của tao rồi không? Hả? À, chị em không có tin nữa, em bị vấp chân vào bàn em. Làm phục vụ mà chân tay lóng la lóng hóng. Mà có tin, tao cho mày mất việc luôn không? Chị ơi em xin lỗi. À hay là bây giờ chị để em lau chị, em mang vào trong em phơi cho ạ. Cái gì? Mày nhìn thấy bộ quần áo này của tao mà mày có thể lau để phơi hả? Này, mày làm ướt rồi, hỏng hết chất liệu vải của tao rồi. Bây giờ mày đền đi. Ừ. Chị ơi, cái này nó chỉ là nước lọc bình thường thôi, nó không ảnh hưởng gì vải của mình đâu ạ. Ý mày là nước lọc thì mày được đổ lên người khác đúng không? À, em không có tao không đấy. Cần biết. Bây giờ mày đền tiền đi. Bây giờ đổ hết vào quần áo của tao, chất liệu vải hỏng rồi, tao không mặc được nữa. Chị ơi, thật sự nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Chị cứ ngồi đây, em mang quạt ra em quạt cho chị là khô thôi. Không khô gì hết. Cái tao cần bây giờ là tiền. Đền tiền cho tao. Chị làm khó em quá. Bây giờ đơn giản thế này thôi. Bộ quần áo này tao mua 1,5 triệu. Mày đến cho tao 1 triệu và tao bỏ qua cho mày. 1 triệu ạ? Chị ơi chị thông cảm. Em sinh viên đi làm thêm, lương tháng em được có 1,5 triệu. Một cách cần biết. Đừng có giải thích nhiều. Tóm lại là mày có đền hay không? Em không có tiền đền ạ. Cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe xem nào. Mày có đền không? Chị đừng vô lý thế. Cái gì? Bây giờ mày còn bảo tao vô lý á? Mày lên mặt dạy đời tao đấy à? Nhưng mà tao hỏi lại lần cuối có đền không? Em không có tiền đền. Không có tiền đền này. Mày đi ra đây. Ôi Thôi. Sao vậy? Trang, sao lại đây? Mà có chuyện gì em đánh cô ấy vậy? Anh, sao anh lại đây? Nó đổ nước vào người em. Đã thế em mắng cho nó một trận, nó còn thái độ. Con này hôm nay không đánh nói. Ôi, anh bảo này em bình tĩnh đi. Sao? Sao anh bắt tôi phải bình tĩnh? Người yêu thì anh không bênh. Anh đi bênh cái lại người ngoài này à? Nhưng mà đây là em gái của anh. Cái gì? Em gái anh á? Ừ. Không thể ngờ được. Cũng đúng thôi. Thằng anh thì làm giao hàng, còn con em thì đi bưng bê. Mà không thể nào mà chấp nhận được. Tôi cũng không hiểu tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn dính dáng với loại người như anh đấy. Trang, sao lại nói thế? Tôi không nói thế thì tôi nói thế nào nữa. Tóm lại như này nhá, tôi không thể sống tiếp tục với anh cùng với con gái em gái của anh nữa. Không thể tiếp tục được nữa, anh hiểu không? Em nói thế có ý gì? Ý gì à? Ta chia tay đi. Tôi với anh coi như chấm dứt. Mày, ngày hôm nay tao tha cho mày. Và đừng bao giờ để tao nhìn thấy bản mặt của mày như thằng anh mày nữa. Cút đi cho con mắt tao. Trang, cút đi. Anh, tôi nói anh không hiểu à? Đừng bám lấy tôi nữa. Đủ rồi. không thể sống với anh được đâu. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này ấy thì cuộc đời tôi ấy cặp đất bàn, sống chui sống lùi không khác gì một con chó. Bây giờ thì anh rời ra khỏi tôi đi, tôi cầu xin anh đấy. Nhưng mà anh biết là bây giờ anh nghèo, nhưng mà sau này anh sẽ khác mà, anh sẽ cố gắng mà. Im đi. Câu nói này anh nói với tôi từ 1 năm trước rồi. Đấy thì cũng có giới hạn của nó thôi. Tôi không thể chịu đựng nổi được nữa. Cả anh và con em gái của anh đều là vết nhục của cuộc đời tôi. Cút! Trang! Anh có sao không? Anh không sao đâu mà. Em đừng lo. Em xin lỗi nhá. Nếu không tại em mà... Có gì đâu mà. Em đổ lỗi cho mình làm gì. Người yêu thì không có người này, còn có người khác. Nhưng mà em gái chỉ có một thôi. Anh cũng chẳng hiểu vì sao trai lại phản ứng như thế. May mà biết sớm đấy, không sau này chịu khổ là thôi. Để anh dọn cho em nhé. À thôi. Chi nhánh Long Biên đang dần ổn định rồi. Chúng ta đang có 12 cơ sở. Anh nghĩ bây giờ là lúc chúng ta dồn lực để phủ mạnh. Và sau đó chúng ta sẽ vào bước 3 trong kế hoạch luôn. Xong thế liệu có ổn không anh? Không vấn đề gì đâu mà. Sắp tới anh có ký hợp đồng chuyển nhượng cho một công ty đầu tiên. Và họ cũng muốn đầu tư luôn vào 3 cơ sở. Đấy là công ty nào vậy? Sao không biết gì hết? Đấy là công ty BDT. Một vài hôm nữa thôi anh sẽ gặp thư ký bên đấy. Hay là thế này, anh bảo đối tác người ta sau mình bàn chuyện, em tiếp cho. Thế cũng được. Nhưng mà nghe nói thư ký bên đấy á rất là ngang ngược, cho nên em cần phải chú ý. Em nhớ rồi. Alo ạ. Em à, đang làm gì thế? Em đang bàn chuyện với anh Ngọc. Sao thế anh? À, chẳng là ngày mai anh muốn dẫn em ra mắt bà chị anh, nhà có 2 chị em. Mình yêu nhau cũng được 1 năm rồi. Anh muốn 2 người gặp nhau. Dạ vâng. Vậy ngày mai anh cứ đưa chị qua quán em nhé. Được rồi, hẹn em sáng mai tầm 9 giờ anh qua nhé. Sao? Chẳng phải ngày mai chúng ta có cuộc gặp đối tác sao? Có gì đâu mà, tiện thì tiếp thôi. À, với lại là ngày mai anh sẽ hẹn đối tác vào buổi chiều, xem tiện gặp nhé. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Mà anh ở đây, em đi chuẩn bị mấy thứ nữa. Em đi đi. Chúc mừng. Hên nhở, trùng hợp thật đấy. Đối tác của tao cũng hẹn ký hợp đồng ở đây. Hôm nay ạ? Hôm nay chị ký hợp đồng gì? À, chẳng là ông sếp của tao muốn mua 2-3 cái cửa hàng của chỗ cà phê nhượng quyền. Thực ra là tao chẳng muốn đâu, nhưng mà không làm thì mất việc như chơi ấy. Chuỗi cà phê này ạ? Trùng hợp thật đấy. Em quen chủ của chỗ cà phê này này. Lát em nói giúp cho. Thật đó? Thật. Nhìn mày thế mà quan hệ rộng phết nhỉ. Cái chị này không những quen đấy mà sắp thành người nhà rồi đấy. Sao mặt cứ kiểu những không tin nhở? Lục lạ lục lực. Ơ kìa. Mà em đi vệ sinh một lát, lát em dàn đồ giúp cho nha. Chị uống gì ạ? Hóa ra là mày à? Chị Trang, chị có phải là người yêu cũ của anh Ngọc không ạ? Mày biết tên tao rồi mà còn hỏi câu đấy. Phải, là tao. Không ngờ sau 3 năm mà mày vẫn trông phèn thế nhỉ? Có sao đâu ạ. Mà lâu không gặp, dạo này chị khỏe không ạ? Cảm ơn, con này vẫn khỏe. Thậm chí sống tốt là đằng khác. Mà thôi, mày gọi con khác rồi phục vụ tao đi. Nhìn mặt mày là tao không muốn ngồi ở đây nữa rồi. Chị vẫn bực em ạ? Chuyện đấy cũng qua lâu rồi mà. Mà thôi, chị uống gì để em pha cho. Ta đã nói là không rồi. Mày có điếc không? Cút đi trước khi tao cáu. Dù gì chị cũng đến đây rồi. Hai người có chuyện gì mà mặt mũi căng thẳng thế? Anh, đây là chị gái của anh à? À, đây là chị Trang, người mà anh dẫn đến để gặp em đấy. Còn chị à, đây là Hằng, bạn gái của em ạ. Cái gì? Bạn gái của mày? Vâng. Mày đi yêu cái con phục vụ như thế này á? Không phải đâu chị. Thực ra Hằng là một con phục vụ thấp hèn, không hơn không kém. Bỏ nó đi. Tao không bao giờ chấp nhận một đứa em dâu như thế đâu. Chị à, chị đừng nói nữa. Chắc là có hiểu nhầm ở đây rồi đấy. Chẳng có hiểu nhầm gì hết đâu em ạ. 3 năm trước tao gặp nó đi bưng bê ở tiệm cháo lòng. 3 năm sau thì nó là một con bưng bê ở quán cà phê. Cuộc đời của nó ấy thì mãi mãi đi là bưng bê thôi. À, thằng anh trai của mày khéo bây giờ vẫn là thằng giao hàng quèn nhỉ? Em trai, việc gì mà mày phải đâm đầu vào lúc anh em nhà chúng nó? Chị đã đủ chưa? Bản lĩnh lắm. Bây giờ mày còn dương mắt lên để nhìn tao cơ mà. Tự tin gớm nhỉ? Chị... Này, để tao nói cho mày biết, tao chính là thư ký của công ty BDT. Chiều nay thôi, tao sẽ làm một việc với sếp của mày. Mày có tin không? Tao chỉ cần nói một câu thôi là mày bị mất việc đi chơi đấy. Kìa chị. Và về nhắn lại với thằng anh của mày là cả mày, cả nó đều là cái lúc mặt hạng dưới chân tao thôi. Thôi, chị đừng nói nữa. Hằng à, em đừng để bụng nhá. Chắc là trời nắng quá nên chị Trang khó tính nên mới nói vậy thôi. Hóa ra chị Trang là thư ký của BDT. Em đã nghĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi hợp tác vui vẻ với nhau. Nhưng thật không ngờ, chị ta vẫn vậy. Vẫn như ngày xưa, dở giọng ra là coi thường người khác. Anh Hùng, em không muốn nhiều lời nữa. Tự anh nói cho chị ấy nghe đi. Chị Trang, đây là Hằng. Cô ấy và anh trai đang là chủ chuỗi cà phê này đấy. Cái gì? Mày đùa ta đấy à? Giờ này em còn đùa chị làm gì nữa? Thế sao mày không nói sớm? Em đã kịp nói gì đâu. Chị cứ nhảy vào họng em suốt đi. Biết rồi, để xem này. Hằng này, chị... tại vì chị nóng tính quá. Em biết tính chị mà. Chị nói gì chị không suy nghĩ đâu. Nên là em đừng để bụng nhá. Em để tình. Chị là người yêu cũ của anh Ngọc. Em là người yêu của em trai chị. Nên là thôi mình xí xóa nhá. Mình ngồi xuống đây bàn luôn hợp đồng. Chị Trang ạ, chị là chị của anh Hùng. Em rất tôn trọng chị. Nhưng việc nào ra việc nấy. Chuyện làm ăn giữa hai công ty chúng ta lẽ ra sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng không. Em thật sự thất vọng về thái độ của chị trong ngày hôm nay. Nếu anh trai em biết chuyện này, nhất định anh ấy sẽ không đồng ý hợp tác đâu. Kìa em, có gì từ từ nói. Em nói rồi đấy. Việc nào ra việc nấy. Chuyện hợp tác của hai công ty vẫn có thể bàn. Nhưng là với một người khác chứ không phải chị. Phiền chị về bảo lại với sếp. Công ty em sẽ cử đại diện sang. Anh Thanh, tiễn khách. Chị thấy chưa? Em đã bảo chị đừng nói gì nữa rồi. Hằng ơi, từ đã. I keep on living my bad habits, make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers, feel like we're far apart.